kính thưa quý vị, hôm 6 tháng 1 đội tuyển Việt Nam đã hòa Indonesia 0-0 trên sân khách Bung Karno ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo của Việt Nam hài lòng với kết quả và cho rằng toàn đội đã đạt được mục tiêu. Vậy trong trận chiến ở lượt về này trên sân Mỹ Đình, thay cho ông Park Hang-seo nên làm gì để chúng ta cầm chắc chiếc vé bước vào chung kết? Sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ chuyên gia bóng đá Nguyễn Nguyên, trưởng ban thể thao báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh để nghe những nhận định của ông về trận đấu này. Xin chào chuyên gia bóng đá Nguyễn Nguyên, cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông thì trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Indonesia thì chúng ta thấy rằng họ có lấn lướt chúng ta về cơ hội ghi bàn. Vậy thì sau trận đấu vừa rồi, ông có thể đánh giá về tương quan giữa hai đội và thực lực giữa hai đội sau trận đấu vừa rồi không ạ? Thực sự thì nếu mà chỉ đánh giá qua lượt đi thì tôi e rằng khó. Cái khó ở đây là bởi vì là đó là một cái trận đấu mà thầy trò Park Sơ xác định là không thua. Và đó cũng là một cái trận đấu mà chúng ta thua thiệt họ về thể lực, chúng ta thua thiệt họ về thời gian hồi phục. Và chúng ta thua thiệt họ về những chuyến bay rất là uh, chiếm quỹ thời gian rất là lớn. Do đó cái khả năng hồi phục và thay đổi thời tiết, thay đổi múi giờ nó ảnh hưởng rất là lớn à, do đó để gọi là thực lực thì tôi nghĩ rằng chúng ta chưa bộc lộ hết được cái khả năng của chúng ta trong khi đó Indonesia thì họ có cái lợi thế là họ hơn chúng ta một ngày nghỉ họ ở Punggakro tức là cái sân bóng của họ, họ chờ chúng ta và họ có cả một cái lợi thế sân nhà do đó cái việc họ à, chuẩn bị đón chúng ta và họ áp đặt cái lối chơi lên chúng ta, cái điều đó thể hiện rất là rõ. À, vấn đề còn lại là cái mục đích của từng trận đấu và cái lộ trình của hai huấn luyện viên đã chuẩn bị như thế nào. Tôi tôi cho rằng nếu mà chỉ xét 90 phút ở lượt đi á, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng Indo hơn chúng ta nhiều lắm, hơn về thể lực, hơn về cơ hội, hơn về à, về về sức mạnh và hơn cả về về một cái tư thế nữa. À, tuy nhiên chúng ta vẫn còn 90 phút và thậm chí là 120 phút ở lượt về à, Do đó uh, vấn đề là thầy cho ông Tắc có kịp hồi phục hay không Đó đó là cái yếu tố quan trọng nhất bởi vì là chúng ta có 3 ngày để hồi phục Chúng ta cũng uh, di chuyển Nhưng thực sự thì Indonesia họ lợi hơn chúng ta là họ đi chuyên cơ Họ đi thẳng qua Hà Nội Còn chúng ta một chuyến bay về Tân Sơn Nhất rồi lại từ Tân Sơn Nhất Tức là chúng ta... Uh, có cái lợi thế nhưng mà thực sự là chúng ta lại chậm hơn họ và cái điều đó nó chắc chắn ảnh hưởng rất là nhiều đến các cầu thủ à, thưa ông thì sau trận hòa ở với indonesia ở lượt đi thì ông park hang seo khẳng định rằng là họ đã đội tuyển và ông đã hoàn thành được mục tiêu đề ra điều đó có nghĩa là ông dự tính rằng mình chắc chắn sẽ thắng ở trận lượt về vậy thì ông có thể dự đoán được ông park hang seo sẽ làm gì trong trận lượt về này không ạ thực sự thì chúng ta thua thiệt nhiều mặt nhưng mà chúng ta cầm hòa được trong một cái trận đấu và chúng ta vẫn giữ nguyên được màn lưới thì đúng là đó là cái cái mục tiêu đề ra ông Bác sơ xác định là lượt đi sẽ là trận đấu mà không được thua và lượt về thì sẽ giải quyết trên sân nhà thì thực sự đó là cái cách tính cái cách tính mà tôi nghĩ rằng ngay cả các chuyên gia hoặc là những người hâm mộ có thể nhìn ra được nhưng vấn đề quan trọng là sẽ phải áp dụng và ứng dụng như thế nào à, tôi tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang gặp nhiều cái khó khăn. Nhưng mà thực sự Indo họ cũng gặp những cái khó khăn nhất định. Họ đang ở thời tiết nóng, họ họ đến Hà Nội ở một cái thời tiết lạnh. Thì cái điều đó nó cũng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến với họ. Nhưng điều cơ bản là ông Shin Tae -yong là một cái huấn luyện viên mà rất là rất là quái. Ông ấy quái cả trong cái câu nói, ông ấy quái cả trong cái buổi họp báo và ông ấy quái cả trong cái cách mà thể hiện dẫn dắt các cầu thủ của mình. Rõ ràng là thầy trò Bác Hàng sơ có những điều để, để để lo thí dụ như là trước đây chỉ cách đây khoảng một năm thôi chúng ta thắng họ bốn không dễ lắm hoặc là à, ở AFF à, Cup cách đây một năm thì chúng ta đá vòng bảng chúng ta huề không đều với họ nhưng huề trong một cái thế trên chân vừa rồi thì rõ ràng chúng ta huề trong một cái thế mà họ có nhiều cơ hội hơn chúng ta và chúng ta may mắn thì cái điều mà tôi cũng khá lo lắng tức là ở lượt đi ai là cầu thủ xuất sắc nhất đặng Văn Lâm. Thì rõ ràng một đội bóng mà thủ môn là cái người xuất sắc nhất thì có nhiều điều đáng để lo ngại và khắc phục và lượt về. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng ông Park Sơ sẽ có những cái những cái cách tính riêng của mình à, gọi là để có những cái những cái những cái con người mà mới thì rõ ràng chúng ta không mới, nhưng cái cách đá như thế nào và vận dụng ra làm sao thì có lẽ là ông ấy đã tính được và ông ấy đã đã nhìn ra được một cái một cái điều gì đó gọi là hy vọng. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thời lượng chung mục nhận định đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc.